Trời ơi, ra khỏi nhà ra rồi thì ở Edinburgh trời mưa mọi người ơi. Nhưng mà anyway cũng đã tạnh rồi thì bây giờ tụi Nguyên sẽ tìm đường đi tới hotel. Nhưng mà trong thời gian này, wow, mọi người có thể nhìn thấy không? Đó, phía trước Nguyên nghĩ là lại một cái nhà thờ nữa. Và bên này là cái phố cổ của phố cổ của Edinburgh, đây thành phố Edinburgh. Bên này là cái nhà ga, cái nhà ga mà tụi Nguyên vừa mới đi ra khỏi đây. Đó, nhà ga đó. Rồi, wow, bắt đầu khám phá thành phố Edinburgh. Edinburgh thì thuộc Scotland mọi người, cho nên là cuối cùng Nguyên cũng đã đi tới được Scotland rồi và chuẩn bị nếm rượu thôi, thưởng thức rượu. Ây da 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 da, háo hức quá, háo hức quá. Thì đất nước Scotland bắt đầu bằng những cái vách núi cũng như nhà cũng như là phong cảnh rất là đẹp mọi người ơi, bên cạnh thành phố. Ây da da, đẹp quá, háo hức quá, hoa đào hoa mai. Rồi những cái thành phố cổ. Và ở đây Nguyên thấy rất là nhiều khách du lịch nha mọi người. Rất là nhiều khách du lịch đến đây luôn. Rồi hoa đào nữa nè. Hoa đào chắc có lẽ là tàn rồi, nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng đến được đây là vui rồi. Ok, Gống ơi, chờ Nguyên với. Mọi người, Nguyên đã check in hotel ở Edinburgh, Scotland rồi. Ông và Gấu đã tới rồi, nhưng mà thật sự là rất là ấn tượng không có tốt với cái hotel này. Tại vì á, ngày mai á, là ở đây có một cái event, cho nên là phòng á, thì kín hết trơn rồi. Tụi Nguyên nghĩ là cái hotel này á, là ghi là 3 sao và giá cũng mắc, giá lên gấp 3 lần so với bình thường. Nhưng mà khi mà tới đây thì thật sự là thất vọng. Đầu tiên là mở cửa thì mở không được nè. Mở hả, cái phải đi đổi chìa khóa 2 lần luôn mới được. Rồi nói chung giống kiểu như là cái ổ khóa này nó bị hết pin hay sao á. Xong vô trong phòng thì thấy phòng rất là cũ luôn. Bây giờ mọi người cùng coi phòng với Nguyên nha. Nói chung đây là một cái kinh nghiệm không có ok lắm với tụi Nguyên trong những cái chuyến đi. Thì đó, chỗ này là cái chỗ TV nè. Nhưng mà nói chung là phòng cũ kỹ lắm. Phòng cũ kỹ mà ghi là 3 sao. Nhưng mà ok, những cái standard như là trà, cà phê này nọ thì có rồi. Nãy giờ thì vừa tới mệt quá thì tụi Nguyên cũng pha trà, cà phê rồi. Nhưng mà như là giường rồi đó nè. Giường thì đây là nguyên bản họ xếp nè. Họ xếp giường mà thấy không? Thấy cái chỗ này á, họ cái góc này nè. Coi như là đây là cái, chẳng lẽ cái standard của người ta là vậy hay sao? 3 sao mà như vậy hay sao? Bởi vậy, nãy giờ là tụi Nguyên chưa có hề sử dụng gì cái giường này hết trơn á. Rồi, chưa kể là cái nệm đồ nó nhăn nheo vậy đó. Mà 3 sao mà như vậy á, còn thua cái khách sạn mà không có sao ở Đà Lạt của Nguyên nữa. Cho nên là Nguyên thấy cái hotel này là không có ổn rồi. Nhưng mà bây giờ không có sự lựa chọn, tại vì á là đã ở đây là đã full hết rồi. Hotel người ta đầy hết vì cái sự kiện ngày mai đó. Rồi cửa sổ hả? Thì á, trời ơi, nó dơ vậy. Không có ai chùi dọn gì cửa sổ hết trơn á. Và cái hotel này, đó, cái view nè. Họ bỏ tụi Nguyên lên cái tầng 5 là cái tầng gác mái á. Ok, thì anyway, last minute booking thì tụi Nguyên đặt cách đây tụi Nguyên đặt là 4 ngày rồi. Nhưng mà vẫn phải bị last minute booking, tại vì cái sự kiện này đó, nó hết phòng từ sớm rồi. Thì may mắn thì cũng tìm ra cái hotel này. Nhưng mà thật sự là nghĩ nó là 3 sao, nhưng mà thật sự là tới đây là thấy thất vọng luôn. Đó, mọi người có thể thấy xa xa là những cái nhà, cái view xa xa đó. Đó, thì đó mọi người thấy nè, xe ở dưới, bãi xe ở dưới kia thì full hết rồi. Đó, rất là nhiều người tới đây. Nhưng mà tụi Nguyên không nghĩ là tụi Nguyên có một cái phòng mà nó không ổn chút nào.
Trời ơi, mọi người coi ở trên đây, cái đầu nằm, cái đầu giường nó bụi như vậy nè. Trời ơi, bụi nó đóng luôn á. Mà người ta không quan tâm gì hết. Úi trời ơi, trên tường cũng vậy. Trên tường cũng vậy. Bật đèn lên là thấy. Ui trời, coi nè. Coi nè. Đó. Ui trời ơi, coi nè. Không hiểu được cái bộ phận buồng phòng á. Người ta làm gì với cái nhiệm vụ của người ta nữa. Oh my goodness. Ôi trời ơi. Ở dưới này á thì không nói đi. Đó, ở dưới này bụi bặm vậy thì thôi mình không nói đi. Thì cứ cho là người ta không có thấy khe lắm ở dưới này mà cũng chẳng ai xem dưới đó. Nhưng mà ngay cái giường luôn thì cũng phải coi sát một chút chứ. Không hiểu nổi cái hotel này luôn. Trời ạ. Bên kia, bên góc bên kia á thì như như vậy, còn bên góc bên này coi như là không bọc nổi hết cái nệm luôn á. Trời, không không hiểu nổi, không hiểu nổi, không hiểu nổi, không hiểu nổi, nguyên không, thật sự không thể nào hiểu nổi cái hotel này luôn. Rồi ở đây nè, mọi người coi tranh nè, nói chung ở đây người ta không có thấy khe lắm á. Nè coi nè, coi tranh nè, thấy không? Trời ơi, cái tranh như vậy mà cũng treo nữa thì Quyên cũng không hiểu sao luôn. Không hiểu sao cái ban giám đốc ở đây người ta có take care cái phòng hay không thì không biết nữa. Nhưng mà rồi mọi người còn thấy gì nữa, Quyên còn phát hiện ra là ok, cái áo của gấu mới vừa treo vô, nhưng mà tủ thì nó cũ rồi không nói, nhưng mà ở trong này nó bốc cái mùi khó chịu đó, cái kiểu như cái. Rồi coi nha, đó mọi người thấy này không, trời ơi cháy nhem nhở vậy đó mà cũng để được, không hiểu sao luôn đó, không hiểu sao luôn. Lúc đầu á thì gấu nói Quyên là đặt cái hub hotel, nhưng mà cái hub hotel là gấu đã ở rồi, tại vì gấu đã có kinh nghiệm rồi. Cái hub hotel á, nhưng mà bây giờ hub hotel thì nó cũng full rồi, và những cái hotel mà Quyên làm việc á thì họ cũng full rồi, chưa kể là cái phòng tắm, cái phòng tắm á nha. Trời ơi, Quyên thất vọng tràn trề luôn nè. Mọi người coi nè, đó coi nè, nhìn nó nham nhở vậy đó, nhìn nó không nghĩ là chỗ này là người ta làm cái hotel mà 3 sao luôn. Mà thật sự luôn, làm như Quyên mà hồi trước Quyên làm ở hotel á thì Quyên cũng làm ở hotel 4 đến 5 sao, cũng có kinh nghiệm trong cái ngành này. Trời ơi, nói chung là tụi Quyên đi hotel thì cũng rất là dễ tính á, mà không biết vì sao tới cái hotel này thì thấy không có ấn tượng. Từ cái chỗ lễ tân rồi người ta cũng không có thân thiện lắm rồi á. Mọi người coi nè, Quyên nói có sai đâu, đây một cọng tóc dài ơi là dài luôn, mà chưa, mình chưa có đụng gì tới cái chưa có, không phải là soi mói, nhưng mà nè mình chưa có sử dụng gì. Nhưng mà trời ơi, một cái hotel mà một cọng tóc dài thòng lòn như vậy mà để được hết chứ. Ây dà dà dà. Rồi coi nè, trời ơi, bụi mang nhện mà nó đóng như vậy luôn mà cũng không có ai, không có ai take care cái máy, cái này là ở trong toilet nè mọi người. Ê trời ơi, không hiểu nổi luôn á. Mà tóm lại là thiện cảm của Quyên với cái hotel này hầu như là không có rồi đó nha. Cho nên là Quyên nghĩ là mọi người nên rút kinh nghiệm, là nói chung là vào những cái mùa đông khách á, vào những cái ngày holiday hay ngày lễ á, thì nói chung là không nên đến, không nên chọn những cái mùa như vậy. Và cũng hạn chế, nên coi kỹ kỹ phòng á, tại vì như Quyên đây là một cái kinh nghiệm
không được tốt mấy của Quyên với cái hotel này. Ok. Thì anyway, bây giờ không có còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Ok, bye mọi người.